Mình xin chào các bạn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt ở tại cửa hàng Xe Mai Duyên nha. Và địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đó các bạn. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mình về đây khoảng chừng chỉ có 5 cây số thôi. Hôm nay thì mình thể theo cầu của một bạn đã nhờ mình quay lại chiếc Honda Way 125i màu xanh đời 2022 cho bạn ấy xem. Đây là chiếc Beat nha, xe nhập khẩu các bạn. Quay này là đời 23 nè. Hôm nay cửa hàng bán đi một cặp luôn. Nói chung là khác chủ nha, nhưng mà cùng một xóm. Một cặp này là cùng một xóm luôn. Cùng với chiếc này nữa, CBR là cùng một xóm luôn. Nói chung là các bạn có quen biết anh em bà con họ hàng chú bác, hàng xóm láng giềng cứ rủ đến đây mua xe ha. Đây, Phan Thanh Tuyền, ship Tiền Giang nè các bạn. Phí ship có 200.000 thôi ha. Ship 200.000, cọc từ 5 triệu đến 10 triệu thôi là cửa hàng ship rồi. Chiếc này cũng đi Tiền Giang nha, tại cùng một xóm mà. Thu hộ 70 triệu. CBR này tất nhiên rồi cũng đi Tiền Giang luôn. Thấy không? Ship 200.000 đó các bạn, CBR. Mình có clip chi tiết đó rồi. Bây giờ một cặp cúp này cũng ship đi luôn nha các bạn, cũng là hai chủ thôi. Đi thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Đức nha. Còn chiếc này á là đi Cần Thơ nữa nè. Ninh Kiều, Cần Thơ. Cúp này là cúp hàng nội địa, nhập thẳng từ Thái Lan về bởi tư nhân nha. Bây giờ đang là buổi chiều, chính tay thứ sáu rồi, nhưng mà mình hẹn anh vào ngày mai đi. Anh ơi, mình sẽ đăng clip này chắc lẽ là vào ngày mai, anh thông cảm cho mình nha. Anh cũng yêu cầu mình 2 ngày hay gì rồi. Mình sẽ nổ máy. Khi mà cửa hàng ship xe cho các bạn á, là phải câu bình, đổ xăng, nổ máy được rồi ha, mới ship. Còn giấy tờ là phải đầy đủ. Trong cái bao thơ giấy tờ là có luôn những cái bước mà hướng dẫn mình làm biển số đó các bạn. Còi nè, còi nha. Đề máy luôn ha. Nè, các bạn xem. Đèn nè ha. Đèn. Pha nè. Cốt nè. Pha nè. Xi nhan ha. Còi nè các bạn. Tiếng còi nghe rất là hay nha. Đèn full LED nè. Bạn nào đang thích cái màu xanh này thì mời các bạn xem tham khảo luôn ha. Anh ảnh lên mâm luôn nha các bạn. Đúng là chuẩn với nó là phải là câm nha. Câm nhưng mà ảnh lên luôn mâm nè. Mâm có nút. Rồi. Lên phuộc luôn. Phuộc này là của bánh mâm nè. Đúng chuẩn của nó là phuộc đen mới đúng ha. Ảnh lên phuộc lên mâm luôn. Nè, mời các bạn nghe tiếng máy nha. Anh nghe tiếng máy luôn nha. Mình chỉ nẹt nhẹ thôi. Rồi, ok ha. Bây giờ mình tắt máy nha. Ha, khoan, mình xem cụm đèn hậu luôn đi. Đó, xi nhan đồ đầy đủ hết nha các bạn. Xi nhan ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng chỗ một nè, cho anh xem tham khảo luôn ha. Tại vì ảnh nhờ một người quen ở đây mua xe, cho nên là ảnh muốn mình quay chi tiết cho ảnh xem ha, từ trên xuống dưới nha. Đây, cụm ổ khóa ha. Cụm động cơ. Ở bên ngoài nắng với ồn quá, mình mang vào đây quay cho nó thoải mái các bạn. Vô, phuộc xi. Dàn áo nè. Mình mời anh và các bạn xem tham khảo luôn ha. Ở dưới ha. Rồi, bình xăng nè các bạn. Bình xăng này tới 5 lít tư lận. 1 lít xăng đi hơn 70 cây số. Cốp này rộng 17 lít. Trời ơi, siêu to khổng lồ luôn các bạn, rất là sâu. Ha. Sách hướng dẫn sử dụng nè. Bên này ha. Cái màu xanh này á, thường cửa hàng hay gọi là xanh GB á, cho nó dễ nhớ. Phuộc nè.
cái gáy mâm của quay Thái thì nó sẽ dày hơn là khu chờ mình nha. Có nút không nói rồi mà cái đoạn gáy này nè các bạn, nó dày lắm. Nó rất là dày. Đây, chân trống ha, cần số nè, động cơ bên này. Bây giờ đang là 5 giờ đó các bạn, chiều muộn rồi. Mình vẫn nán lại đây để quay cho anh xem cái phiên bản này ha. Cái máy êm ru rồi các bạn, rất là ấm. Đây là phần cụm động cơ nè. Đó, bô. Cổ bô nó phải dài như thế nha. Anh ơi, cũng như các bạn khác nè, nếu mà có xem video này thì bạn nhớ nè, đừng có thay bô khu chờ. Xài bô này đi, đạt tiêu chuẩn cái thay Euro 4 á. Với nhà sản xuất người ta đã set nó chung với cái động cơ rồi. Thay bô khu chờ vô mình sẽ thay đổi kết cấu của cái động cơ này luôn á. Tại vì cái đường khí thải khi đi ra nó phải đi vòng thế này là người ta đã tính hết rồi ha. Mình thay đổi cái đường đi ra của cổ bô á là nó ảnh hưởng tới luôn cái phần động cơ này, cũng như là luôn cái phần tiết kiệm xăng của xe luôn các bạn. Buộc ha. Đó. Về trước. Mặt nạ. Bên này ha. Phục bên này, đĩa nè. Mâm nè. Tối trước 70-90 nữa các bạn. Động cơ phía bên này ha. Cái cụm động cơ này nó đẹp lắm các bạn. 41 đầu bò. Mình thích vậy. Rất là đẹp. À, chữ Honda. Cái này là tem dán nha. Nãy giờ mình quên mở đèn. Đó, mở đèn cho nó sáng các bạn. Đó, quay như vậy anh hài lòng chưa? Nói chung thì khi mà một người mới mua xe á, ai cũng muốn cái xe mình nó phải đẹp hoàn hảo đúng không? Nhưng mà chạy qua thời gian thì nó cũng phải có xước này xước nọ các bạn. Khó lòng mà giữ kỹ lắm. Ví dụ như cái bô nè, có rất nhiều bạn khó lắm nha. Mua mà cái ốp này nè mà nó xước lông mèo nhỏ thôi là bắt phải đổi. Nhưng mà thực ra là khi mà mua về chạy vài bữa là nó cũng xước mấy ngày hết rồi, không cách nào mà nó không xước. Nhưng mà hiện tại bây giờ đang tình trạng hoàn hảo nha. Nè, sáng giới đặt thế này ha. Mở đèn luôn rồi đó các bạn. Đó, cho các bạn soi ha. Cụm ổ khóa, chìa khóa này nè các bạn, nó dài lắm. Nó dài hơn khu chờ nhiều lắm. Rồi cái này nó màu trắng luôn nè, đúng chuẩn của nó vậy đó. Màu trắng. Đó. Trên này ha, phần ốp nè. Cái này mình gọi là ốp đồng hồ nha các bạn. Dưới này là ốp ổ khóa ha. Còn thường mình hay gọi thẳng ra luôn là lẽ là cái bợ cổ vậy đó. Cái bợ cổ của đồng hồ nè. Bây giờ mình xem lại nha. Đó. À, anh ơi, bây giờ mình sẽ đề máy vô số luôn ha, cho các bạn cũng có một cái nhìn kỹ hơn về chiếc xe này. Đó. Đèn sáng trắng nha. Bây giờ mình vào từng số cho các bạn xem nè. Số vô êm lắm. Số hiển thị ở đây nha. À, đèn pha ở đây. Báo xăng chỗ này ha. Báo xi nhan hai bên nè. Đó. Báo tốc độ, báo ô đô ha. Số 2 nè, số vô nhẹ, ngọt. Cốc cốc cốc. Số 3 nè. Số 4 nè. Đó, đang số 4 đó các bạn. Cái này là đèn sương mù nha, bóng hoa halogen. Đèn xi nhan cũng là halogen, chỉ có đèn mũi mới là bóng LED thôi. Đèn hậu cũng là bóng halogen luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ về số lại rồi tắt máy nha. Tắt xi nhan nè. 4 ha. 3, 2, 1. Bùng nó. Tắt máy ha. Đó. Các bạn thấy mình làm rất nhẹ nhàng ha. Tại vì xe của khách. Xe của khách, chiều muộn rồi. Các bạn ơi, mình có thể là
mua xe online tại cửa hàng nha. Ha, cho nên các bạn cứ yên tâm. Các bạn thấy dòng coupe ở ngoài không? Chiếc xe này thì bây giờ giá của nó là không dưới 90 triệu đâu. Nhưng mà anh này vẫn nhờ người mua giùm đó. Thì đủ biết là các bạn đã tin tưởng cửa hàng. Thì cửa hàng phải đẩy mạnh cái sự uy tín của cửa hàng ngày càng lên cao hơn để phục vụ tốt hơn cho các bạn ha. Xin các bạn cứ yên tâm. Thậm chí là một cặp coupe phía trước này giá tới 139 triệu 900 ngàn. Tại vì tháng này là cửa hàng, tuần lễ này là cửa hàng đang sale giá 2 triệu đó các bạn. Ha. Như các bạn nhìn đây, rất rõ ràng nha. Chiếc này là khách cọc 10 triệu nè. Cho nên thu hộ là 129 triệu 900 ngàn. Còn bên này thì khách cọc có 5 triệu thôi. Đó, cho nên thu hộ là 134 triệu 900 ngàn đó các bạn. Phí ship đi Tiền Giang là chỉ có 200 nè. Thấy không? Ship ra tới Hà Nội luôn cũng chỉ khoảng chừng có 7-800 ngàn thôi. Chiều muộn lắm rồi, 5 giờ mấy rồi. Mình sẽ khép lại cái video này đây nha. Còn anh khách này nếu mà anh có xem video thì cho mình xin cái phần comment bình luận ở dưới xác nhận ha. Còn chiếc Supra X này á thì cũng là khách cọc nữa nè các bạn. Nhập khẩu Indo luôn. Revo X nữa các bạn. Revo X nha. Rồi Supra X nữa. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây luôn nha các bạn. Xin chào các bạn.